Còn chụp hình nữa không anh? Em thì nghĩ anh muốn hình phải đẹp. Em chuẩn bị cưới à? Em không muốn. Vì anh đã không hôn một mình em. Ui hay quá Linh. Dạ cũng thường thôi. Dạ làm được mà. Ui dạ. Ui dạ. Muốn chiến thắng trong điền kinh á thì tốt nhất vừa chạy vừa hai binh. Tại sao em không nói cho anh biết em thích làm những việc đó? Anh không thể cưới một vũ nữ. Em hết hồn mà. À, trời đất ơi, bánh bè mà làm chuyện nặng nhọc vậy. Ta tập một năm sáu muối, mình sáu năm có muối à. Đừng có mơ với tưởng mà ăn tương với mỡ. Ui da, chơi mất dạy mày. Ủa, anh trai cây nước đá cầm hai mang ra đây tính triệu hai. Đồng tiền của cô bao giờ cũng là đồng tiền khôn mà. Tại sao mày trở lại? Không phải là bí mật của em với anh, mà là bí mật của một người khác. Xin lỗi anh. Anh vô chỗ chó ngồi nghe. Chỗ đó hợp với anh hơn. Không, không, không. Kim, I love you.